Chi cục Kiểm lâm vùng 2 phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho nhân dân thôn Kim Thọ, Tùng Quang và Kim Quang xã Quang Thọ. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Chi cục Kiểm lâm vùng 2 đã thông tin về vai trò tác dụng của rừng, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp như chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật, săn bắt, nuôi nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật, vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, quản lý các loài ngoại lai xâm hại, dịch vụ môi trường rừng, hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng, vân vân. Đồng thời đã thông tin về các hình thức và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm, thẩm quyền xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp vượt mức xử phạt vi phạm hành chính thì xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo bộ luật hình sự thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng cũng như các chính sách các quy định liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng phòng chống cháy rừng từ đó có những hành động cụ thể thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn cũng như các xã vùng đệm rừng quốc gia phú quang